Hello mọi người, đã lại đến với channel của mình. Đây mình sẽ review cho mọi người 8 bộ game kinh dị nha. Và ok, mình sẽ bắt đầu với Dark Rider. Thank you.
Thank you.
Ui. Một coi. Tiền vàng. Ui lần quá. Xuống đây xem có gì nhé. Cái đấy. Okay. Randy chapter 2.
Mate. Okay, next game. The pack one.
Ok, đây kìa. Hollow Brown. Ok. Ça fait tuer.